Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Trang trí góc nhỏ sân vườn để ăn Tết ha. Thì là biết đi làm gì không? Đốn củi. Để vô đây bị cái những cái rễ cây của cây si này nó bám vô luôn. Thì mình phải lấy nó ra. Nãy vô tình đi ra thấy cây này thì cây này nó rất là chịu nước. Rồi cái mấy cây này nó cũng khỏe mạnh lắm. Ok, có thêm phụ kiện ha. San hô đông ra nó rất là mềm. Rồi chúng ta nhanh chóng bỏ keo vô cái lớp này ha bạn. Con này các bạn biết làm gì không? Khăn này là để mình che bớt cái phần trên rễ nè. Mình là Nam Ngô. Ok các bạn, tiếp tục series trang trí góc nhỏ sân vườn để ăn Tết ha. Thì vô tình hồi nãy mình đi vòng vòng mình thấy được một cái nhân vật này, nó làm cho mình phải gọi là bỏ thêm một chút xíu công sức nữa làm cho nó đẹp hơn ha. Và quay clip cho mọi người coi luôn. Đầu tiên lấy một ít dụng cụ đi. Nhìn là biết đi làm gì không? Đốn củi. Anh Tiều Phu. Anh cưa em đổ hả? Gì đâu rồi, đen vô. Anh cưa em đổ, em gọi anh là Tiều Phu. Đây, nãy thấy, nhưng mà này chưa phải, chưa. Bây giờ vì mình thấy cái thằng này cho nên là mình phải làm thêm một số việc nữa để cho nó thành ra một cái tác phẩm luôn. Giờ sẽ đi lấy cái cục đá này. Cục đá này là cục đá gì quên rồi, đá san hô. Cái đá này người ta dùng để thắp lan nè. Cái này kiểu xưa. Này xưa lắm rồi, này mấy chục năm á, của bà ngoại mình để lại á. Rồi mình treo luôn. Còn cái này thì nó lan nó chết rồi. Nó để vô đây. Để vô đây bị cái những cái rễ cây của cây si này nó bám vô luôn. Rồi mình phải lấy nó ra. Này cũng chỉ là một gọi là một cái gì? Phụ kiện thôi. Phụ kiện của tác phẩm thôi. Rễ nó ăn bám nha mấy. Rồi. Cái đá san hô này á, các bạn biết là tại sao người ta hồi xưa người ta dùng để bây giờ nó có những cái giá thể khác. Ui da, da. Giờ ta trồng trên những cái giá thể khác nhưng mà ngày xưa cho bám bên đây tại vì cái đá này nó hút nước. Thì rễ cây nó sẽ bám vô đây để nó hút nước ra từ từ nó sống. Ha, lan mà nước nhiều quá cũng hư. Thiếu nước thì không được. Giờ mình đi qua bên vườn đi. Ở trên đường đi mình sẽ chỉ cho bạn thấy là thấy cái nào xong rồi phải tốn công làm. Rồi mình sẽ add cái này vô cái công trình nào ha, để coi nó có đẹp hơn không. Tết nhất là đầu nhiều việc ha. Nhiều việc dồn dập. Mấy ngày nữa sang năm mới rồi, sang 2023 rồi. Đây các bạn. Hồi nãy vô tình đi ra thấy cây này gọi là cây gừa. Ha, cây gừa. Thì cây này nó rất là chịu nước và nó rất là đó, các bạn thấy là nó nếu mình để á, mình để yên cái này mấy chục năm nữa là các bạn thấy nó bám mấy rễ kín cái chỗ này luôn, nó y như là ngay trên đường Lê Dũng đâu đó, hoặc là trên mấy cái viện bảo tàng đâu á, nó có những cái cây rồi nó bám vô tường rồi kín mít luôn á. Thì hồi nãy mình thấy thằng này xong ra mình nảy ra ý tưởng là mình sẽ làm nó nè. Bây giờ đi qua chỗ này đi. Cái gì, đi đâu? Thấy cưng không? Đi làm gì cũng có hang đệ này đi theo. Bây giờ kế hoạch của mình là mình sẽ lấy cái cây gừa đó xuống. Xong rồi mình sẽ cho nó tháp nó lên đây, cho nó dính lên đây, thòng cái rễ nó xuống cái mặt nước này. Nó sống rất là tốt trong cái môi trường này luôn. Tại cây gừa nó rất là chịu nước. Đó, sẽ gác đây. Mà chắc mình sẽ chẻ cái cục này, không biết có nên chẻ không ta. Được rồi, né con. Cái gì tụi bay cũng sao đòi ăn luôn. Cái gì cũng ăn được hết trơn á. Cái này nó có móc mô rồi nó sẽ đẹp hơn ha. Nhìn nó như một cái đó, mình mà không chẻ ra tụi này nó sẽ làm vậy á.
Đầu tiên mình sẽ gỡ cái cây này ra trước đi. Hai đứa mày có tin tao nhốt tụi bay vô chuồng để tao làm việc không? Cứ làm gì tụi bay cũng sáp lại vậy là sao? Đi coi. Cái gì nó cũng chơi được hết trơn á, thiệt tình luôn á. Quải tụi bay luôn. Mày thiếu cái kìm rồi. Cái này phải đi lấy thêm dụng cụ rồi. Bạn đợi mình chút xíu nha. Kìm ra để tháo mấy cọng kẽm rồi các bạn. Cái gì Lucy? Khổ ghê á. Nhốt tụi con vô chuồng á thì nó không vui. Mở ra tụi bay nhồi quá. Xây từ từ cho nó ra ha. Rồi. Rồi mình tháo mấy cái rễ của cái cây này ra. Cũng đừng có rửa kỹ quá. Rửa kỹ quá nó mất cái màu thời gian. Mấy cái rêu này là cái màu thời gian nè các bạn. Rửa kỹ quá nó mất cái màu thời gian đi cũng mất đẹp. Mặt nào đẹp hơn đây? Xanh đẹp hơn. Xanh nhìn nó rong rêu hơn đúng không? Để đây nè, mình tính là để đây nó sẽ có cái mỏm đá nè, nó đưa ra nè. Ok, sẽ cho cái cây nó ngồi ở đây. Ở đây đi. Đây nó đưa rễ đây. Đưa này ra ngoài chút không? Khá là chắc chắn á. Cây nằm đây. Ok. Đẹp không? Đẹp không? Khá là đẹp á, lát mình sẽ xong á mình lôi cái bèo này ra đây. Đó. À, cái chậu này á bạn, cái chậu này ở đây nó có cái dấu nối nè ha, thì mình sẽ giấu cái này luôn cho nó nằm mặt dưới này luôn cho nó đẹp. Mình làm về mặt thẩm mỹ mà, cho nên là sẵn mình canh cái chậu này coi nó ngay chưa. Ok, khá được rồi đó. Mặt xanh. Ok, che luôn cái dấu ha. Đó, nó cho cây ngồi đây. Rồi bây giờ đi khai thác cây thôi các bạn. Tóc dài quá, không có quên cầm cọng thun ra cột. Mình sẽ lấy cái này để mình khựi cái rễ nó nhẹ nhẹ lên. Này để tao kiếm miếng đất bự bự hơn, tao cho tụi bay chạy cho nó đã. Thấy thương các bạn đi đâu. Cũng như có hai con heo mọi nó cứ đi vòng vòng theo mình. Thế nó cũng khó. Được cái mấy cây này nó cũng khỏe mạnh lắm. Nó ra rễ nhanh.
Thôi xước cái kệ nó đi. Ây da. Nó nằm trong cái lỗ của cái tắc kê á bạn. Đó. Lát mình dán cái cây xong rồi mình thả nó ở dưới luôn. Rồi bây giờ đi vô, chắc phải vô lấy máy khoan. Định vị nó cái. Anh em chờ tôi đi lấy máy khoan nha. Ok, có thêm phụ kiện ha. Cái này là keo AB. Để lát mình định vị, định hình cái cây luôn. Kiếm như nào. Đố các bạn biết mình lấy cái mũi khoan làm cái gì. Thôi mà đã làm việc xíu coi. Ok. Lắm. Đây các bạn, nãy mình tính cho cái cây nó sẽ nằm theo vị trí này ha. Khá là đẹp mắt rồi đó. Cho cái cây nằm ngay đây. Giờ mình sẽ đi ra mình tạo một cái lỗ. Khoan nông nông thôi chứ không cần khoan quá sâu đâu nha. Cái đá này các bạn thấy không? Đá này là đá gì quên này. San hô, đâm ra nó rất là mềm. À, vậy là được rồi đó. Ok. Nó như là bọt á. Cây nãy anh để đâu? Cây này là rễ 24 giờ luôn. Lát mình sẽ để nhét nó vô cỡ như này ha. Hay là nó quay vậy. Quay vậy nó ngược quá, vậy nó mới đúng chiều. Đó, ok không? Này bám xuống đây. Rồi quyết định vậy nha. Bây giờ mình sẽ pha keo. Mình sợ hai con này nó gặm cái này đi chơi cái là bó tay luôn á. Ok các bạn. Keo này gọi là keo AB ha. Keo này là dán rất là cứng. Mình sẽ pha, mình định hình cái keo, cái cây lên cục đá. Cái hàng này nó thở ghê thiệt, cái thở. Nó thở mà tôi nó áp lực luôn á. Nó đi theo nó thở riết rồi. Keo này mình mới pha lại mới sử dụng được ha các bạn ha. Đây, Lucy. Mày mà liếm vô này là mày trúng độc á. Này là quá chất á. Sao mà nhiều chuyện quá không biết. À, mỗi cái hũ keo hay là mấy cái hũ kem sức da rồi cũng vậy các bạn, trên đầu nó đều làm cái mũi nhọn để chúng ta có thể dễ dàng lấy ra. Rồi chúng ta pha lượng keo trắng và keo đen nó bằng nhau ha.
sau đó chúng ta trộn đều lên. Vua làm phiền luôn. Đi dúng cái keo này mày mệt á. Bê cũng lên. Bê. Rồi chúng ta nhanh chóng bỏ keo vô cái lớp này ha bạn ha, để nó khô quá. Tu sĩ. Ăn đòn bây giờ. Banh hết bộ đồ. Ok các bạn, bây giờ cái cây đâu rồi? Cây nãy tôi quăng đâu mất tiêu rồi. Nè, nãy mình bứt cười trong cái ống ra nó có cái lỗi sẵn nè. Bây giờ mình tựa lựa vô nó luôn để mình định hình cái cây luôn ha. Thì các bạn không có lo cây nó chết ha, tại vì thứ nhất cây này nó mạnh, cái thứ hai nữa là dinh dưỡng nó đến từ những cái rễ này, nó sẽ hút dinh dưỡng lên. Mình khi mình dán xong rồi mình giữ chút xíu cho nó đứng cái cây lại. Có cách nào chống cho nó đứng à? Em dịnh giùm anh cái, anh lấy cái đồ này nè. Rồi. Mình cho cái cây nó tựa vô đây chút xíu để mà nó khô keo các bạn ha. Trên tinh thần là những cái rễ này nó sẽ đưa xuống nước nè, cái rễ này cũng đưa nước, cái rễ này cũng đưa nước. Còn cái này á, nó sẽ phát triển dài ra và nó lan lên cái mặt đá này. Bây giờ mình sẽ pha thêm một số lượng keo nhiều nữa để mà mình không biết có nên dán cục đá vô cái chậu không ta. Không dán á, không dán thì sợ mấy con chó này nhiều khi nó chồm lên, nó giỡn nó đụng với nó ngã, thì không biết có nên dán không ta. Ok các bạn, cái cây nó đã keo nó đầu hơi khô rồi, nhưng mà để cho chắc ăn á, thời gian đầu á thì cây rễ rồi nó chưa bám vô đá ha, mà mình để không nhiều khi gió rồi này nọ nó sẽ làm cho cái cây nó rung rinh, rễ nó bám không chắc, cho nên là mình sẽ cột tiếp nó một ít dây vô để cho nó định hình tốt hơn. Giờ cái này là vừa. Nãy giờ làm cái clip này mà mình đi chắc phải mấy cây số. Làm quên đồ, quên đạt tùm lum. Miếng này dài quá, mình tách đôi dây ra, mình cột.
bốn góc luôn, không có gục ngã bên nào hết á. Hàng này tới tuổi hy nhướng. Tới tuổi hy nhướng rồi đó. Rồi, quá ok luôn rồi. Đúng khừ luôn rồi. Ok, rồi bây giờ mình gá thử nó lên coi như thế nào nha các bạn. Cái khăn này cũng có nhiệm vụ của nó nè. Ghế này giờ mình sẽ cho nhét xuống đây. Ôi, bậy khăn của anh á. Này nó nằm vị trí nào? Nó có eo co rồi hết chứ bộ. Rồi cái ghế này mình sẽ cho lọn đây. Ghế này mình sẽ cho lọn đây, tự này tự động nó đi. Tự động khi mà nó cái rễ này ở đầu nó ăn, nó bắt rễ á, là nó ra những cái rễ con ở đây ha, xong đầu nó bò bên này cũng vậy nữa nè. Bây giờ mình chỉnh lại cái rễ này cho nó qua cọng dây này xíu cho nó đẹp. Đó. Rồi mấy cái ghế này tự động nó vậy thôi. Còn cái này á, khăn này các bạn biết làm gì không? Cái khăn này là để mình che bớt cái phần trên rễ nè. Thứ nhất là nắng nó sẽ không làm hư rễ. Cái thứ hai nữa là nó mát. Rễ rồi mình xịt nước lên đây nó sẽ ẩm, nó làm cho cái rễ nó mát. Rồi ok, cái này nếu mà nó bắt á, nó bắt thì chừng khoảng nửa tháng là có đồ chơi rồi các bạn. Nửa tháng là ở đầu nó rễ nó lên thực non rồi. Lấy bình xịt nước xịt nó coi. À, công trình lớn quá. Công trình quy động nụ nhân lực lớn quá. Cho thằng này đông đưa xuống đây luôn đi. Chặt cho ướt cục đá luôn. Này mình để dần nào cái miếng vải nó mục thiệt mục mình gỡ ra luôn cũng được. Cái cây này khi mà nó phát triển ổn định rồi á bạn, thì coi như mình tạm gọi ở đây nó có bốn cái ha. Thứ nhất là cái chậu, cái thứ hai cái nước bên trong, cái thứ ba là cái cây, cái thứ tư là cục đá này. Một khi mà nó đã ok rồi á, nó hòa nhịp với cuộc sống rồi, thì bốn cái này nó là một luôn, nó liên kết lại thành một luôn ha. Rễ cây nó sẽ kết nối giữa cây với đá với nước này và với cái bồn bên này luôn đó, sống chung hòa thuận luôn. Ok các bạn, vừa hoàn thành một cái tác phẩm nho nhỏ vui để mà trang trí sân vườn tiểu cảnh ở trong nhà bằng với những cái đồ mà có sẵn ở trong nhà,
không phải mua bất cứ cái gì hết, có mua chai keo thôi. Mua chai keo để kết nối lại tụi nó với nhau thôi. Còn tất cả mọi cái từ cục đá này nè, tận dụng từ cái đồ trồng lan của bà ngoại ngày xưa nè. Cái cây này thì một cái cây dại, nó bám ở trên cái hàng rào của nhà. Cái chậu này cũng là cái chậu cũ, không xài nữa. Bông súng, súng này cũng là lấy từ ở nhà có sẵn luôn. Đó, gáp vô thành một cái tác phẩm để ngắm chơi. Rất là đơn giản các bạn thấy không? Rồi vài ba bữa nữa, khi mà nó từ từ cái nước từ cái nước từ dưới này nè, cục đá nó sẽ hút lên. Đó, nó hút lên là cục đá này nó sẽ ngậm đầy nước luôn. Thì rễ của cái gừa này nó sẽ bám theo, nó sẽ phát triển thật là tốt. Mọi người coi coi nó phát triển nha. Từ những cái đồ mà bỏ đi trong nhà thì chúng ta có thể chuyển mục đích sử dụng nó qua những cái khác. Thì cái này là mình tất nhiên là các bạn sẽ còn khéo tay hơn mình nữa. Cơ bản nó là vậy thôi. Bày ra cho anh em vui vui rồi tạo cái lửa cho anh em gọi là sáng chế đồ này nọ cho cái nhà mình nó tươi hơn, nó sáng hơn, nó mát mẻ hơn. Đó thì anh em có thể tận dụng. Anh em có thể còn khéo tay hơn mình nữa, rồi có nhiều cái đồ nó đẹp hơn mình nữa thì anh em sẽ làm đẹp được nhiều hơn mình nữa. Còn đây là mình đang tận dụng những cái có sẵn thôi ha. Đó thì vài bữa cây này nó khỏe lên, đầu nó phát triển ra, mình sẽ cắt tỉa nó lại nữa. Rồi mình tháo cái miếng vải này ra, cắt mấy sợi dây ni lông đi là nhìn nó sẽ rất là nhẹ nhàng luôn, rất là mềm mại luôn. Rồi thả thêm vài bạn cá bảy màu ở đây nữa, bơi tung tăng đây, nổi lên mặt nước. Rồi chúng ta có một cái gọi là cái hồ thủy sinh này. Đó, tác phẩm nhỏ nhỏ tự chơi theo phong cách gọi là natural. Ok anh em, chúc anh em thành công với lại những cái dự án của mình ha. Có thật nhiều sức khỏe ha, và xem clip vui vẻ. Đói bụng thì ghé Nam Nonê, bye bye. Vô đây Lucy.